mọi người, ngày hôm qua là Giang đã có giới thiệu với mọi người 6 ngày 6 đêm chơi 3 game vô cùng hài hước. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với 3 game rất là đẹp, rất là dễ thương và rất là hài hước nữa nha. Ok, get go. Game đầu tiên mà Giang giới thiệu với mọi người chính là game Mèo và Súp. Trời đất ơi, mới nghe cái tên là tôi thấy cute for my wear rồi đó mọi người. Mà tôi nói với mọi người là chơi cái game này á, kiểu như là mình cảm giác rất là được thư giãn nha. Mới bước vào là đã có một bé mèo siêu cute và bé mèo rất là chăm chỉ nấu súp luôn. Sau khi mà bé nấu súp xong á, mình bán súp, mình sẽ có tiền và mình sẽ mua thêm những cái bé mèo khác. Nói mua thì hơi kỳ, kiểu như là mình thu thập thêm nhiều bé mèo khác đó mọi người. Nhưng mà muốn thu thập thì phải có tiền nha. Có làm thì mới có ăn, chứ không có làm thì... Bây giờ là mình đã có thêm một cái khu vui chơi nghỉ ngơi cho mấy bé mèo có thể đàn ca múa hát ngồi ở dưới gốc cây dừa rồi nè. Có tiền thì cái gì cũng có, rinh thêm một cái rương kho báu nữa nè cả nhà. Bên trong có một mũ rơm, trời ơi dễ thương quá à. Bây giờ thì mình sẽ đội mũ rơm cho bé mèo của mình. Bấm vào quần áo và sau đó chọn mũ rơm mang cho bé mèo của mình nha mọi người. Quá là dễ thương luôn á. Ước gì trong tương lai mình sẽ có nhiều đồ hơn nữa. Đặt tên cho bé tên là Bông nha, tại vì thấy bé trắng muốt à. Khu vườn mèo của mình vô cùng xinh đẹp luôn. Có cái khu vực rương kho báu, có khu vực nghỉ ngơi, có khu vực thái cà rốt, rồi có thêm khu vực nấu súp nữa. Bây giờ thì mình sẽ có thêm một cái khu vực để thái bắp cải nữa nè cả nhà. Và từ trên trời rơi xuống thêm một bé mèo mới cho mình nữa nè cả nhà. Khi mà có nhiều bé mèo cùng làm việc với nhau á, thì súp nó sẽ được nấu càng nhanh hơn. Rồi khi á, mà súp á, mà nấu càng nhanh thì mình lại càng nhanh có tiền. Và khi mà mình càng nhanh có tiền thì mình lại sắm thêm nhiều bé mèo mới nữa. Trời đất ơi, cái game này công nhận là rất là dễ thương và nó rất là kinh tế á cả nhà. Kiểu như ai mà không ham tiền đúng không? Mặc dù đây là tiền trong game. Mình vừa mới á, hả tậu về cho em nó thêm một cái đệm nhúng nữa nè cả nhà. Lát nữa mọi người nhớ để ý xem bé mèo á, chơi cái đệm nhúng này rất là dễ thương luôn á. Mình vừa tạo thêm một cái khu vực làm nước ép nữa nè cả nhà. Không biết bé mèo nào sẽ đảm nhiệm cái vị trí làm nước ép này đây. Một bé mèo cam, quá là dễ thương nha. Bây giờ thì ngoài cái việc bán súp ra thì mình còn có thêm bán nước ép nữa đó cả nhà. Trời ơi, mà mọi người có nhìn thấy bé mèo nó đang tưng tưng trên cái đệm hay không? Em nó nhảy tưng tưng từ sáng cho tới tối luôn rồi, trời ơi. Mà mọi người có cảm thấy rất là dễ thương như Zen không? Cái khu vườn mèo buổi tối của mình nó siêu đẹp, siêu lung linh luôn. Đom đóm thì hả nó bay dập dìu, còn mấy cái đèn màu vàng này nhìn ấm áp kinh khủng luôn á cả nhà. Mọi người thấy sao về game này chứ tôi là tôi mê rồi đó. Game thứ hai trong ngày hôm nay chính là một cái trò chơi rất là hắc não luôn. Kiểu như là bạn nào muốn có một cuộc sống phức tạp hơn thì hãy chơi cái game này. Get go. Cái trò này có tên là Brand Test nha mọi người. Cấp độ 1, đâu là con vật to nhất? Chắc là con voi. Rồi sai luôn. Như vậy là mình phải chọn ngay con sư tử nha. Nó sẽ to nhất trong cái bức tranh này. Chính xác. Thấy không mọi người? Uy tín luôn. Kế tiếp nè, hãy làm cho hoa nở, rất là dễ, chỉ cần kéo mấy cái đám mây này ra để cho thấy cái mặt trời thôi. Mấy cái trò này thì chắc hẳn mọi người cũng có chơi qua rồi. Hãy cho con voi vào tủ lạnh, thì bây giờ mình phải mở cái tủ lạnh ra trước nè, xong rồi mình nhét con voi vào và đóng cửa lại. Quá là ok nha. Cấp độ 4, cái gì gần với chúng ta nhất? Gần nhất thì chắc là mặt trời hả ta? Mặt trời đi, sai luôn rồi nè mọi người. Không mặt trời thì đám mây, sai nữa. Vậy thì cái này, à thì ra là gần với chữ chúng ta. Thật ra là Gen bấm lụi á mọi người. Nhưng mà ai ngờ nó trúng. Cấp độ 5, chúng ta có bao nhiêu lát pizza? Thì bây giờ mình chỉ cần kéo hết mấy cái lát pizza này ra. Rồi sau đó mình sẽ đếm những cái lát này bao nhiêu lát nha. 9 lát, ok cái này không đúng, không lấy tiền. Nhớ nhé, luôn nhìn kỹ. Cảm ơn đã ủng hộ trò chơi của chúng tôi. Ok, 5 sao nha. Tôi đã vượt qua tay đua thứ hai, hiện tại tôi đứng thứ mấy? Vượt qua tay đua thứ hai vậy đứng số 1 hả ta? Đứng số 1 đi. Số 1 sai nha mọi người, vậy thì đứng số 3 đi ha. Sai luôn, trời đất ơi. Ủa vậy đứng thứ mấy ta? Trong những cái lúc mà mình suy nghĩ không ra thì Giang khuyên mọi người là nên bấm lụi nha. Cứ bấm đại đi, biết đâu đúng thì sao. Nhưng mà sau một hồi tôi bấm đại thì vẫn không trúng được á mọi người. Cho nên là mình quyết định sẽ sử dụng phần gợi ý. Và đây chính là phần gợi ý. Một trong những câu đố mẹo kinh điển nhất đấy. Trời đất ơi. Gợi ý vậy rồi ai biết câu trả lời, bực thiệt chứ. Tôi sẽ bỏ qua cái level này đến với level 7 luôn. Hãy trượt sang trái để mở khóa. Nãy giờ mình trượt sang phải không mọi người, mình phải trượt lùi lại nha. Muôn đang đói, hãy cho nó ăn nhé. Ở giữa thì có một cái hàng rào, mình không có đưa bánh xuống được á cả nhà. Vậy thì mình sẽ kéo lên trên, không biết là đưa từ trên thì nó có được hay không ta. Thôi bây giờ mình cứ kéo đại đi ha. Nhưng mà rất là buồn cười nha, trong cái lúc mà mình đang đưa cái bánh, mình đưa đại ở trên cái màn hình á, thì cái bánh nó đúng vô cái chữ mèo Moon. Và tự nhiên mình có câu trả lời đúng mặc dù mình không hiểu cái gì. Cái câu số 9 này cũng vậy nè, tự nhiên tôi kéo xuống cái tôi đúng luôn, tôi không biết làm sao luôn á mọi người. Cấp độ 10, tấm hình này có gì đó sai sai. Rồi không biết cái gì sai sai luôn. À, cái tay có 6 ngón nè. Ủa mà có gì đâu sai, cũng có người có 6 ngón tay mà ta. Đâu là tháng dài nhất? Chắc chắn là tháng 2 bởi vì nó có nhiều chữ nhất đó mà. Cấp độ 12, hãy chụp lấy 3 quả táo đang rơi xuống. Cái này thì quá dễ rồi nha. Dễ vậy mà nó khen mình là thật vi diệu luôn á mọi người. Cấp độ 13, Moon cần phải nhảy sang vách núi bên kia.
và mình chỉ được bấm một cái nút nhảy này thôi mọi người. Ngoài cái nút nhảy này ra thì không có cái nút nào khác hết trơn. Tội nghiệp mèo Moon quá à, vô tay tôi làm gì để mà rớt xuống núi 2 lần luôn á cả nhà. Bây giờ thì mình phải bấm phần gợi ý thôi, thật sự là mình không có biết. Thử xem cây nấm bên kia. À, cây nấm này có thể di chuyển nè, nhưng mà không biết cây nấm làm gì đây ta. Cho mèo Moon ăn nấm đi. Thì mèo Moon nó lớn như thế này và nó nhảy qua một cái một nè. Cấp độ 14, nguy hiểm quá, tắt đi. À, cái kéo di chuyển được, mình sẽ lấy kéo cắt cái dây điện phải không ta? Nhưng mà sao mình không biết là mình đưa cái dây điện tới đây thì không có cắt được á cả nhà. Nhưng mà vô tình nha mọi người, vô tình đưa cái kéo đến gần cái nút bấm. Và cái tay của mình nó đã chạm vào cái nút bấm và cuối cùng là cái ấm nước được tắt. U là trời. Nếu mà cái game này lâu lâu mọi người bí thì cứ bấm lụi đi ha. Còn không thì mọi người nên xem quảng cáo. Chứ thiệt sự là tôi đau đầu với mấy cái câu hỏi này lắm luôn. Mà không có câu trả lời là tôi tức, tôi không ngủ được. Trò chơi hề hước thứ ba đó chính là một cái trò chơi rất là tương tự, giống giống với cái trò chơi mà Quát Long ngày hôm qua đó cả nhà. Nhưng mà nó rất là ghê luôn á nha mọi người. Nó tăng cái độ kinh dị lên rất là nhiều. Không tin thì hãy xem đây. Tèn 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 tèn. Có cần phải làm quá như vậy không? Làm cái gì mà làm cái game có một cái đầu rất là ghê luôn á cả nhà. Việc của mình là di chuyển cái đầu của cô gái này đến với những cái vùng mà có màu xanh da trời và những cái mà làm đẹp thôi nha. Thì cái cô này sẽ được gội đầu sạch sẽ và sau đó sẽ được tút tát nhan sắc lại á cả nhà. Nhớ ăn thêm mấy viên kim cương nữa nha. Né mấy cái dòng nước thải ra và cũng né mấy cái ô màu đỏ ra nha cả nhà. Mà cái đầu của bà chị này sao mà nhiều rác thải quá, mình rửa hoài mà không hết luôn á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chơi thêm một lần nữa để xem là mình có biến cho cái cô này này trở nên xinh đẹp hay không. Mọi người nhớ là phải né hết mấy cái màu đỏ nha, ăn thật là nhiều kim cương. Mình thấy là lần này Gen chơi tốt hơn những lần khác và cuối cùng là cái cô này cũng đã đẹp hơn, nhưng mà lè lưỡi chi vậy bà? Lè lưỡi thấy ghê quá à, giống mèo quá đi. Trời đất ơi, nhìn cái đầu này nó còn thê thảm hơn mấy cái đầu đầu tiên mà mình chơi nữa đó mọi người. Cái game này công nhận nha là nó mang yếu tố kinh dị lắm luôn á cả nhà. Làm sao mà có một cái đầu mà nó có thể xấu xí đến mức như thế này chứ. Cảm giác như cái game này nó hơi bị làm quá, nó hơi bị ô dễ. Ô là trời, tôi chơi chập hồi mà cái đầu nó nhìn thấy ghê vậy trời. Nó còn ghê hơn trước lúc chơi nữa đó. SOS luôn á mọi người. Sao cái đầu lần này nó còn ghê hơn cả đợt trước nữa mọi người. Cái đầu này mỗi ngày nó lại càng ghê hơn á mọi người. Và càng nhiều những cái chướng ngại vật màu đỏ hơn nữa. Thiệt luôn á, tôi chơi cái game này chập hồi tôi bị ngợp á mọi người. Nhìn mấy cái đầu này đáng sợ quá đi. Sau khi mà đi tắm rửa một hồi thì cũng không có cải thiện được cái gì hơn. Thiệt là quá kinh dị. Bạn nào mà chơi được cái đầu tóc đẹp hơn á thì nhớ bình luận cho tôi biết nha, chứ không thôi là tôi chịu thua với cái game này luôn á. Và đó chính là thử thách 6 ngày 6 đêm chơi ba bản game vô cùng thú vị và kinh dị của ngày hôm nay. Mọi người thích nhất là game nào thì nhớ bình luận cho em biết nha. Còn bây giờ đừng quên like video nè, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.